động thái bất thường của Song Hye-kyo. Theo tờ Maekhyun, việc Song Hye-kyo không nhận phỏng vấn để quảng bá phim mới là bất thường. Truyền thông Hàn Quốc nhận định lý do có thể là chuyện tình cảm của Song Joong-ki. Tờ Maekhyun đưa tin ngày 29 tháng 12, Song Hye-kyo và các diễn viên của The Glory không nhận phỏng vấn để quảng bá phim. Thật bất thường khi các diễn viên không thực hiện phỏng vấn trong khi bộ phim rất được mong đợi, tờ Maekhyun nhận định. Trong khi các phim trước đó của nền tảng phát sóng phim The Glory đều sắp lịch phỏng vấn diễn viên. Theo truyền thông Hàn Quốc, lý do Song Hye-kyo không nhận phỏng vấn là tin tức hẹn hò của Song Joong-ki. Những ngày qua, tin tức Song Joong-ki hẹn hò cựu diễn viên người Anh gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Song Hye-kyo không lên tiếng nhưng mọi động thái của cô đều được chú ý. Trả lời vấn đề trên, nền tảng phát sóng The Glory cho biết phim gồm 2 phần, do đó không có bất cứ cuộc phỏng vấn nào trước khi phim ra mắt với dàn diễn viên chính, bao gồm Song Hye-kyo. Quá trình phỏng vấn sẽ được ekip sắp xếp sau khi phần 1 phát hành. Nền tảng nhấn mạnh việc không phỏng vấn diễn viên chính khi phim ra mắt cũng từng diễn ra ở Hàn Quốc. The Glory gặp nhiều bất lợi trước khi ra mắt vào ngày 30 tháng 12. Trước đó, tờ Inside đưa tin những bức ảnh và video chưa chỉnh sửa của Song Hye-kyo để quảng bá bộ phim bất ngờ biến mất sau ít ngày đăng tải. Điều này làm dấy lên nghi vấn Song Hye-kyo lạm dụng quyền lực và yêu cầu ekip sản xuất phim xóa bỏ những tấm hình nói trên. Tuy nhiên, ekip sản xuất phim phủ nhận thông tin. The Glory đánh dấu sự trở lại của Song Hye-kyo. Nữ diễn viên cho biết nhân vật cô đảm nhận trong phim là vai diễn được mong đợi từ lâu. Đặc biệt, đây là lần đầu Song Hye-kyo hợp tác với đàn em kém 14 tuổi Lee Do-hwin. Trong phim, Song Hye-kyo thủ vai Moon Jong-eun, người bị bạo lực học đường nghiêm trọng và suýt chút nữa đã từ bỏ cuộc sống. Song Hye-kyo và tài tử Song Joong-ki nên duyên năm 2016 khi cùng hợp tác trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Họ kết hôn năm 2017 và ly dị sau đó 2 năm. Nam diễn viên tuyên bố nguyên nhân đường ai nấy đi là vì khác biệt trong tính cách. Tuy nhiên, có nhiều tin đồn rằng thực chất hôn nhân đổ vỡ là do Song Hye-kyo ngoại tình với diễn viên Park Bo-gum khi đóng chung bộ phim Encounter.